con ơi, hôm nay cô mang đến cho các con bìa cắt tông vô cùng kỳ diệu. Các con có ngại gấp quần áo không nào? Bìa cắt tông này sẽ biến công việc gấp quần áo trở nên vô cùng dễ dàng. Mời các con đến với các cô giáo trường Sakura Montessori nhé! Để các con thực hiện dễ dàng hơn, cô thể nhờ bố mẹ và cùng các con làm một chiếc khuôn gấp quần áo nhé! Bước 1. Chuẩn bị nguyên liệu. 2 miếng bìa kích thước 25x25cm và miếng bìa 50x23cm. Bước 2. Market làm khuôn. Bước 3. Dán khuôn. Lưu ý, khi dán, chúng ta dán chừa ra một khoảng để các miếng bìa dễ gập và mở. Riêng miếng bìa phía dưới không gắn liền với miếng bìa hai bên. Trên tay cô đang cầm chiếc áo phông. Áo có những bộ phận gì nhỉ? À, áo có cổ áo này, tay áo và thân áo. Bây giờ cô Thủy sẽ hướng dẫn các con gấp quần áo bằng chiếc khuôn từ bìa cắt tông nhé. Đầu tiên, chúng ta đặt úp chiếc áo nằm chính giữa của bìa cắt tông, vuốt thẳng áo. Sau đó, con gấp lần lượt hai cạnh bên để hai bên tay áo gấp vào bên trong. Cuối cùng, ta gấp mảnh bìa phía dưới lên trên. Vậy là chúng ta đã gấp xong chiếc áo rồi. Hướng dẫn gấp quần. Chúng ta trải đều trên khuôn sao cho một ống quần chính giữa ở khuôn. Ống còn lại nằm ở bên cạnh của khuôn. Chúng ta sẽ gấp cánh bên cạnh của khuôn vào. Dùng tay chỉnh lại quần. Cuối cùng, ta gấp mảnh bìa phía dưới lên trên. Sau đây, cô Thủy sẽ hướng dẫn các con gấp quần áo gọn gàng nhé. Chúng ta có thể xếp chiếc áo cùng với nhau, xếp chiếc quần cùng với nhau. Các con nhìn cô thực hiện nhé. Cô sẽ để hai chiếc quần chồng khít lên nhau. Chúng mình nhìn thấy hai giỏ quần áo của cô gọn gàng chưa nào? Cô thể chúc các con có một tủ quần áo thật là gọn gàng và hẹn các con ở tại trường Sakura Montessori nhé. Tạm biệt các con.